Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Excel Việt Nam. Lâu lắm rồi mình lại mới tiếp tục làm cái video. Có lẽ là sau khi mà chúng ta đã thực hành rất là nhiều những cái hàm tính trông có vẻ rất là phức tạp, thì một cái điều cơ bản nhất là chúng ta phải quay trở về đối với những thứ rất là basic, những thứ cơ bản. Chẳng hạn như cái việc mà tìm kiếm và thay thế, đó là một cái chức năng nó đơn giản nhất khi mà bạn học Excel hay là Google Sheet. Bạn sẽ tìm kiếm và bạn sẽ thay thế, chẳng hạn như một cái tên mà đáng lẽ ra quy cách của nó là phải là viết hoa, trong khi đó danh sách của bạn lại là viết thường, và bạn phải tìm kiếm một loạt những cái tên như vậy chuyển từ hoa sang thường. Hoặc là khi mà bạn làm một phép tính tổng mà bạn lại nhìn thấy rằng là trong cái danh sách những con số của mình ấy, có những cái nó là tích, hoặc là có những chứa những cái dấu phẩy ngăn cách giữa cái đơn vị hàng nghìn, hàng triệu, trong khi thực tế ấy, cái mà bạn cần ấy, đó lại là dấu chấm hoặc là không có gì. Thì khi đấy cái số của bạn nó sẽ được hiểu là giá trị, là number, là số, và bạn có thể tính tổng được. Có những cái tình huống tưởng chừng như là ai cũng sẽ cần phải biết về cái điều này, tuy nhiên nếu như mà bạn không trải qua một cái trường lớp bài bản, hoặc là bạn cũng không có thời gian để mày mò một cái khóa học nào đó, thì cái việc mà cái video này sẽ giúp cho các bạn có được trang bị được cái cách thức mà chúng ta sử dụng cái việc tìm kiếm và thay thế. Một điều khá là thú vị, bởi vì gần đây Google Sheet mới cập nhật lại những cái cấu trúc trên cái giao diện, và mình e rằng là khả năng rất là nhiều những cái video cũ của mình ý, khi mà lựa chọn vào các menu như này, nó đã không còn như ngày xưa nữa, nó đã thay đổi rất nhiều. Và ngày hôm nay khi mà chuẩn bị làm cái video này tìm kiếm và thay thế, thì mình lại phát hiện ra một điều rất là kỳ thú. Có thể là trước đây mình cũng nhìn thấy nó rồi, nhưng mà mình không để ý cái điều đó. Và gần đây khi mà mình học thêm cái nhóm hàm Regex, thì mình phát hiện ra cái việc tìm kiếm thay thế nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Ngày hôm nay với cái video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có hai case study để tìm kiếm và thay thế. Bây giờ chúng ta hãy cùng thao tác nha. Trong cái sheet tìm và thay thế 1, mình giả định là có một cái cột số điện thoại mà các bạn nhìn thấy cái quy luật ở đây nó rất là lộn xộn. Có nhiều dấu cách, có thể là một hoặc hai dấu cách, mình không thể biết được là thực tế là nó sẽ có những cái gì ngăn cách giữa các số điện thoại này. Rồi trường hợp thì có dấu cộng phía trước này, trường hợp thì làm sao ta, trường hợp lại có dấu chấm, rồi trường hợp mà có đóng mở ngoặc như thế này. Tức là có rất là nhiều những cái tình huống, ngay cả dấu chấm chăng nữa thì cũng không phải là dấu chấm là 090 chấm, mà nó lại là rất là lộn xộn, đúng không? Nó không theo một quy luật nào cả. Vì vậy mà trong trường hợp này ấy, chúng ta có thể sử dụng tìm kiếm và thay thế. Và chúng ta suy nghĩ rằng là nếu mà chúng ta tìm kiếm và thay thế những cái dấu trống, dấu cách bởi cái dấu trống, tức là bởi không có gì, thì nhất là chúng ta có thể làm cho cái cột dữ liệu này của chúng ta gọn gàng trở lại, cái cột số điện thoại này nó liền nhau, hoặc là giống như kiểu một cái hàm hàm substitute, đó là hàm thay thế. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ sử dụng cái công cụ là Ctrl H thôi các bạn nha. Trong trường hợp này các bạn sẽ chọn cột B. Bạn sẽ dùng Ctrl H một tổ hợp phím là Ctrl và chữ H. Bình thường ấy, nếu mà bạn chỉ cần tìm kiếm ấy, thì bạn sẽ thấy rằng là bạn dùng Ctrl F thì bạn sẽ thấy ngay rằng là tìm kiếm cái gì ở đây. Hạn như bạn tìm kiếm cái dấu cộng thì lập tức là nó sẽ phát hiện ra là có 55 dấu cộng ở trong cái cột B này. Nhưng mà trong trường hợp này bạn không phải là tìm kiếm Ctrl H mà bạn là Ctrl, bạn không phải tìm kiếm là Ctrl F mà bạn là tìm kiếm và thay thế, nên bạn sẽ là Ctrl H, tổ hợp phím như vậy. Và Google Sheet thì hơi khác Excel một chút. Sắp tới thì mình sẽ có những cái video để so sánh giữa Google Sheet và Excel, các bạn có thể đối chứng. Đôi khi các bạn có thể xem một cái video mà các bạn học được cả hai cái, cả Excel và Google Sheet. Vậy thì ở đây ấy, khi mà một cái hộp thoại mở ra, nó có từ find and replace, tìm kiếm và thay thế. Vậy thì bạn muốn tìm kiếm cái gì? Bạn muốn tìm kiếm cái gì? Chẳng hạn như mình muốn tìm kiếm dấu cộng này, hay là mình muốn tìm kiếm dấu chấm này, hay là mình muốn tìm kiếm cái dấu gạch ngang để mình thay thế nó bởi cái dấu trống. Thì bạn thay thế nó bởi cái gì? Trong trường hợp này mình có thể thay thế bằng dấu trống nhé. Dấu trống thì mình sẽ không có gì, mình sẽ không điền gì vào đây cả. Nếu mà bạn muốn thay thế dấu chấm này bởi dấu gạch ngang thì bạn sẽ điền dấu gạch ngang. Nhưng trong trường hợp này thì mình không điền gì cả.
và nó hỏi bạn là bạn muốn search all sheets, tức là tất cả những cái sheet này trên cái trang Google Sheet này, hay là bạn chọn cái sheet này thôi, chỉ cái sheet gọi là tìm và thay thế một này thôi, hay là bạn chỉ tìm specific range, tức là bạn chỉ tìm kiếm một cái dải ô cụ thể. Và đây đều rất là hay với Google Sheet, bởi vì Excel hiện tại bây giờ ngay cả mình dùng Office 365 mình cũng không thấy rằng là có thể là tìm kiếm trong một dải ô, mà nó chỉ gọi là tìm kiếm trong một cái workbook, tức là cả một cái trang như thế này. Thì ở đây bạn để ý rằng là mình đang trỏ vào cái ô B7, thế nên nó đang hiển thị là ô B7, nhưng cái mà mình muốn tìm kiếm là cả cột B cơ, nên mình có thể kích vào đây để mình chọn cả cột B. Nhưng có thể là mình sẽ không quan tâm đến cái ô B1, B2, mình chỉ quan tâm từ ô B3 trở đi thôi. Mình sẽ sửa vào đây. Vậy là tìm và thay thế. Cái này là tên của cái sheet nha các bạn. Tên của cái sheet này. Sheet của bạn là sheet khác chẳng hạn thì nó sẽ tương ứng automatic cập nhật. Đây là một cái tên khác. Mình ok vào đây. Vậy thì có nghĩa rằng là mình đang muốn tìm kiếm những dấu chấm, mình thay thế bởi dấu trống. Trống tức là gì? Thậm chí nó còn không phải là dấu cách, mà nó là một dấu trống hoàn toàn không có gì, nó liền mạch. À, mình có thể chọn match case, tức là trong trường hợp mà bạn nó nhạy cảm với cả chính xác là viết hoa viết thường hoặc là những cái từ khóa như vậy thì bạn sẽ chọn match case. Hoặc là tình huống thứ hai là tình huống là chọn phải phù hợp là cả một cái ô content này cơ. Ví dụ nhé, chúng ta sẽ cùng thử nghiệm. Mình nghĩ rằng là với cái ví dụ của cái cột này chúng ta sẽ thử nghiệm sau đối với những cái này. Trong trường hợp này ấy, thì chúng ta sẽ thực hành đầu tiên là tìm những dấu chấm mà thay thế bởi cái dấu trống. Mình sẽ replace ô ha. Rồi. Nó tìm được cái bốn cái dấu chấm này. Bây giờ mình done. Vậy có nghĩa rằng mình không còn dấu chấm nữa nha. Bây giờ mình sẽ dùng Ctrl F để mình kiểm tra cái dấu chấm này có hay không. À, zero rồi. Từ 4 cái dấu chấm bây giờ chuyển thành không, vậy thì mình sẽ không còn cái này nữa. Bây giờ cách thức thứ hai đó là mình sẽ đi tìm những cái dấu cách mà mình sẽ thay thế bởi cái dấu trống. Mình tiếp tục Ctrl H, mình dấu cách này và mình thay thế bởi dấu trống không có gì, vẫn là specific range đúng không? Trong trường hợp này mình replace O đi các bạn. Vậy thì toàn bộ tất cả là mình đã có được 320 cái dấu cách và mình thay thế bởi cái dấu chấm của mình đan nha. Đấy, vậy tất cả những cái chữ này của mình, các số của mình này, nó đã khít vào với nhau rồi. Ctrl H này, bạn dùng cái dấu cộng này, bạn thay thế bởi không có gì. Replace O, trong trường hợp này mình chỉ chọn cái sheet này thôi, một cái specific range mình chọn vào đây từ 3 này. Ok, replace O đúng không? Rồi tiếp tục là đăng rồi, bây giờ chọn dấu trừ đi, bạn sẽ thay thế một loạt tất cả những cái này, replace O. Rồi. À, vừa rồi là mình không sửa thành B3, bạn nhìn thấy cái số điện thoại của mình ấy, nó đã thay toàn bộ tất cả những cái dấu cách bởi cái dấu trống. Trường hợp này mình phải trả lại tên cho em thôi. Đấy. Vậy là chúng ta đã có được một cái ví dụ khi mà các bạn sử dụng cái Ctrl H tìm kiếm và thay thế. Bây giờ chúng ta thử xem các tình huống khác mà chúng ta tìm kiếm và thay thế trong trường hợp này nhé. Mình sẽ chọn chính cái từ số điện thoại này, mình chọn cả cột B đấy đi, mình Ctrl H này, mình thử xem là mình tìm chữ điện và mình thay thế bởi chữ mobi ví dụ thế, và mình muốn là match case, mình muốn tìm chính xác là chữ điện với chữ D viết hoa, tức là case sensitive. Và mình tìm cho cả cái dải ô này để mình xem nó có tìm thấy không, phải không? À, nó bảo là không tìm thấy một cái chữ điện nào, bởi vì sao? Mình đã kích vào cái chữ match case, nhưng nếu mình bỏ chữ match case đi thì liệu nó có nhận diện là cái điện này là cái điện này không? Mình tìm nha. Mình replace nha. Đấy, vậy có nghĩa rằng là bạn sẽ chọn match case khi mà bạn thấy rằng là những cái ký tự mà mình muốn, hoặc là những cái cụm text, hoặc là những văn bản mà mình thấy rằng là nó rất là nhạy cảm với cái chữ viết hoa viết thường, tức là nó phải là chính xác là như vậy cơ, thì bạn sẽ chọn match case. Còn nếu mà bạn không nhạy cảm với cái phần ký tự như vậy thì bạn sẽ bỏ cái phần match case đi.
Ok, bây giờ mình sẽ thử làm thêm một cái việc nữa. Đó là trường hợp mà control hash này, số mobile điện thoại mà mình trong trường hợp là match entire cell contents. Ví dụ trong trường hợp này mình sẽ ghi là số thoại chẳng hạn. Nếu mà mình chỉ đơn giản là match key thì nó sẽ hiểu cái số thoại này chính là cái số thoại ở trong cái cột B này đúng không? Mình có thể thay thế bất kỳ một cái cụm từ nào. Nhưng trong trường hợp mình không chọn cái match case này mà mình chọn là match entire cell content, mình sửa lại đi, mình sửa lại là không có gì để còn lại là mobile thôi chẳng hạn. Thì mình sẽ thử xem mình tìm được cái nào, ba file. À, nó sẽ không tìm thấy. Bởi vì sao? Nếu trong trường hợp mà bạn muốn match entire cell contents, có nghĩa rằng là bạn muốn tìm kiếm khớp toàn bộ những cái gì hiển thị trong cái ô này, trong cái ô này hoặc trong cái cột B này mà nó chỉ có chữ là số thoại thôi. Bây giờ mình sẽ thử lại thay thế nhá. Nó match như thế này thì nó sẽ thay thế được này. Di động. Ví dụ như vậy đi. Bây giờ mình sẽ làm này, replace. Nó đã thay thế được rồi, nó đã tìm được một cái số mobile thoại và nó đã đổi thành cái di động. Đăng nhá. Bây giờ mình sẽ sửa lại nhá. Tức là ở đây mình nói nôm na lại là gì? Khi các bạn khám phá trong cái hộp thoại này, các bạn thấy rằng là điều đầu tiên là bạn muốn tìm cái gì và thay thế cái gì. Cái thứ hai là bạn muốn tìm cho tất cả những cái trang ở trên cái trang tính này, hay là chỉ cái sheet này thôi, hay là chỉ một cái dải ô cụ thể nào đó. Cái thứ ba đó là nếu mà bạn muốn chọn cái lựa chọn để bạn muốn tìm kiếm và thay thế, đó là nó nhạy cảm với những ký tự viết hoa viết thường, hay là nó phải chính xác là cái cụm từ ký tự đấy, hay là bạn muốn tìm kiếm cả một cái ô nó phải chứa chính xác y chang cái cụm từ bạn muốn tìm kiếm. Và cái điều thú vị nó nằm ở đây này bạn này. Đúng là khi mà người ta không biết đến nó thì người ta sẽ nhìn nó như kiểu như là một ngoài hành tinh ấy, người ta thờ ơ, người ta không để ý đến sự tồn tại của nó. Còn bây giờ thì mình cũng mới tìm hiểu và học một cái khóa học 3 ngày, 3 buổi, trong khi đó mình phải luyện tập mất 2 tuần. Ứng dụng về những cái gọi là regex và cái biểu thức chính quy regular expression này, nó rất là tuyệt vời. Và mình sẽ cho các bạn một cái công thức, một cách thức để các bạn có thể làm sạch dữ liệu về số điện thoại chỉ trong nháy mắt thôi. Bây giờ mình sẽ cùng khai thác về cái cụm này nha. Bây giờ mình sẽ lấy lại cái cột số điện thoại cũ mà nó lộn xộn. Ồ, mình đã tìm được cái cột là số điện thoại cũ và lộn xộn rồi, chứ chả lẽ mình lại cứ bách 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 mãi không biết đến 100 lần để mình tìm ra được cái danh sách này. Và chỉ một nốt nhạc thôi thì bạn sẽ không cần phải lặp đi lặp lại một loạt các thao tác gọi là expression, một loạt cái thao tác thay thế, rồi dấu cách, rồi dấu chấm, rồi dấu mở ngoặc đơn hoặc đóng ngoặc đơn, hay là bla bla bla, tất cả những cái gì mà nó có thể trộn lẫn giữa những cái số điện thoại này. Nhưng có một đặc điểm ấy, đó không phải là số. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một động tác này nha. Đầu tiên bạn sẽ chọn cái cột B mà bạn muốn làm sạch cái số điện thoại, bạn sẽ Ctrl H này. Lần này mình sẽ tìm kiếm gọi là không phải là số. Mà không phải là số ấy, thì cái regular expression ấy nó có một cái rất là hay, nó là D xoẹt này, D cộng. Mà trường hợp là D này có nghĩa rằng D là xoẹt D là không phải là số. Nhưng mà bởi vì là mình không biết rằng là không phải là số là có mấy ký tự, thế nên là mình sẽ thêm cái dấu cộng đằng sau này để nó thay thế một loạt tất cả những cái ký tự mà nó không phải là số ở trong cái cột B này. Bây giờ mình sẽ replace tất nhiên là với trống rồi, không có gì cả đúng không? Specific range trong trường hợp này mình sẽ biết điều thì mình sẽ sửa thành B3, bởi vì nếu không thì nó sẽ thay đổi cái ô B2 di động của mình mất. Mình sẽ ghi là B3 rồi, và mình sẽ kích vào search using regular expression, kích vào đây. Mình không cần match case đâu, mình chỉ cần này thôi. Mình replace ô. Ok, mình đã tìm được 385 mà những trường hợp này không phải là số. Đăng. Tất nhiên là trong trường hợp này thì bạn sẽ thấy rằng là nó có thể là text, nó có thể là số, và mình sẽ phải làm thêm một thao tác nữa. Bình thường thì mình sẽ muốn lấy là 9 ký tự bên tay phải, sau đó mình sẽ gán cái số 0 ở phía trước. Mình thử xem cái điều này nó có work với cả tất cả những cái dữ liệu này của mình không. 9 này, ký tự bên tay phải này, và
mình sẽ cho số 0 đằng trước, 0 này, tất nhiên 0 là phải như thế này rồi, và đằng trước đó. Tất nhiên là mình trong trường hợp này mình kích ô một phát cũng được ngay, hoặc là bạn có thể sử dụng công thức mảng. Công thức mảng của bạn ở phía trên thì bạn sẽ là ví dụ là công thức mảng của bạn sẽ là array formula đây, và cái b này là 2.b đó. Công thức của bạn, công thức mảng bạn kết hợp vào, mình phải xóa đi những dưới để sau này á, bạn có thêm bất kỳ một cái số điện thoại nào phía dưới hoặc là bạn thay đổi thì lập tức là cái hàm này của bạn, cái công thức của nó như sau nha. Formula text này đó, mình sẽ chọn là C3, nó sẽ hiển thị công thức luôn ở trên này để bạn có thể yên tâm đấy. Mình có thể lấy bất kỳ một cái số mới nào ở dưới đây. Trong trường hợp này thì lập tức là cái số điện thoại nó cũng sẽ tự động nhảy sang, bởi vì là mình đã sử dụng công thức mảng ở trên rồi. Vậy thì cái video này không ngờ nó khá là dài mà chúng ta mới chỉ giải quyết được mỗi một cái phần gọi là tìm và thay thế một. Vậy thì mình sẽ hẹn lại các bạn trong cái video tiếp theo để chúng ta tìm kiếm và thay thế trường hợp text chẳng hạn. Nhưng mình nghĩ là nó cũng không quá khó, bởi vì là cái điều quan trọng nhất là trong cái video này mình đã nói rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye! Cảm ơn nhà tài trợ Yến Xào Hỏ Thư, đó là cái cửa hàng Yến Xào Hỏ Thư của bố mẹ mình. Và đó cũng chính là cái nơi mà mình khơi nguồn cảm hứng với những cái mẫu dữ liệu để mình có thể làm những cái trang tính cũng như là làm những cái mẫu báo cáo cho các bạn. Cửa hàng của ba mẹ mình ở 38 A Quang Trung, thành phố Hải Dương. Hãy liên hệ hotline 0975 117643, đảm bảo là bạn sẽ được tư vấn tận tình và chu đáo với giá cả rất là hợp lý.